nhưng không được cái sự ủng hộ. Đó là sinh hoạt văn hóa này đã trở thành để hướng tới tôn vinh du lịch 2023. Chúng tôi xin được chuyển lời chúc mừng, lời chúc sức khỏe, an lành, hạnh phúc tới quý vị hòa thượng, tôn vinh, ghi nhận, tôn vinh. Chúng chánh phủ cũng như là ban tu tập cũng như có từ bi chúng.